chào các bạn, hôm nay mình lại được chia sẻ với các bạn một món ăn mới. Đó là món bún bò Huế, giò heo nấu với lại tôm càng xanh. Thì cái recipe hôm nay của mình rất là đặc biệt và mời các bạn theo dõi kỹ nhé. Là tại vì cái mình nấu với lại cái nồi Instant Pot đó, thì bao nhiêu lần thử nghiệm rồi thì hôm nay là cái recipe chuẩn nhất để các bạn làm sao mà các bạn set up cái Instant Pot để cho cái thịt bò của mình nó được mềm mà nó không bị bở, và giò heo nó cũng vừa chín tới mềm và nó không có bị mềm nhũn ra nha các bạn. Thì cái recipe hôm nay của mình rất là đặc biệt đó. Vậy các bạn hãy theo dõi và nhớ theo dõi kỹ video để mình set up đúng cái time cho cái nồi Instant Pot, mà tất cả các bạn chỉ cúc một lần thôi trong cái nồi Instant Pot là chúng ta có ngay một nồi bún bò Huế, giò heo với tôm càng xanh thật là ngon và thơm ngon cho gia đình nha. Chào các bạn, hôm nay Thúy xin chia sẻ với các bạn một món rất đặc biệt, đó là bún bò Huế, giò heo và tôm càng xanh, và mình nấu trong nồi Instant Pot cho nó lẹ nha các bạn. Đây là Thúy có 4 con tôm càng xanh thiệt là bự nè. Nguyên liệu thì mình cũng có cái gia vị bún bò Huế. Thì Thúy xin chia sẻ với các bạn là gia vị bún bò Huế này á, thì là mình sẽ trộn vô một ít cho nó có mùi, nhưng Thúy không dùng cái bột nha. Khi mình dùng cái bột thì là cái nồi nước lèo của mình nó sẽ lợn cợn, ăn khó lắm. Rồi đây là mắm ruốc thì mình đã ngâm rồi. Mình đã ngâm tối hôm qua đó, mình trộn lên, mình khuấy đều và mình ngâm để lát nữa mình lấy nước trong đó các bạn. Rồi đây là mình có một cái giò trước nè. Giò trước thì nó nhiều nạc và nó ít mỡ, rất là ngon nha. Rồi ngoài ra mình cũng có một cái bắp bò nữa, khoảng 1.5 bao bắp bò nè. Và cái này thì cái giò trước của mình khoảng 2 pound. Đây thì mình có hành và tỏi để một lát nữa mình phi cho nó thơm á. Và mình có dầu màu điều thì Thúy cũng đã thắng sẵn rồi. Nếu mà các bạn chưa thắng thì các bạn phải thắng dầu màu điều để cho nó có màu đẹp ha. Rồi có thơm nữa, nhưng mình sẽ không dùng hết một trái thơm nha các bạn. Rồi bún sợi to, mình mua là bún này nè, kiểu này nha các bạn. Rồi một củ hành tây bự, ớt, và không thể nào mà thiếu sả nha. Rồi rau răm và ngò rí và hành, và một trái chanh nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm nè. Thúy sẽ nấu hôm nay là bún bò Huế, giò heo và tôm càng xanh, nấu trong nồi Instant Pot thiệt là lẹ. Thứ mình đã chuẩn bị ra để cho đỡ tốn thì giờ các bạn. Đây là sả mình đã cắt khúc ra rồi, mình bỏ vô trong bao ha các bạn. Mình cắt khúc, mình rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô bao để mình đọc dọc nè. Các bạn lấy cái đầu này nha, các bạn đập. Rồi bây giờ sả thì mình đã đập dọc xong rồi nè các bạn. Và đây thì cũng là thơm, mình đã cắt rồi. Đây là một cái nồi nước lèo để ăn khoảng cỡ chừng 8 người ăn đó. Mình dùng 4 tép sả ha, và khoảng 1/4 trái thơm ha các bạn ha. Rồi các bạn cắt thơm, các bạn cắt miếng vuông như vậy nhé. Thì các bạn dùng cái bào này nè, các bạn bào ra cho mình để mà mình bào hành đó. Một lát nữa thì mình sẽ trộn vô hành với ngò rí ha. Các bạn cắt đôi ra phân nửa để một lát nữa mình xào, còn phân nửa thì mình để mình trộn với ngò rí đó. Các bạn là dùng cái lưỡi bào này, và các bạn bào cho mình thì mình cho nó lẹ luôn. Các bạn bỏ vô trong nước nước lạnh nha các bạn. Các bạn ngâm để cho nó bớt mùi hăng á. Bỏ vô nước lạnh nè, các bạn ngâm. Rồi chiên
mình lấy hành để mình chiên lên đó các bạn. Ổi thì mình dùng cái máy xay này mình xay cho nó lẹ nhé. Mình cắt hành ra nhỏ rồi mình bỏ vô máy mình xay. Hành với ngò rí. Rồi, bây giờ mình cắt tới rau răm nha các bạn. Ăn bún bò Huế đó là mình phải có rau răm trộn nè, nó mới ngon. Mình rất là thích ăn rau răm nè, với lại bún phở Huế cắt nhỏ ra mình trộn với lại ngò rí và hành tây. Hành tây mình đã ngâm nước lạnh rồi thì các bạn vắt cho nó bớt nước ha. Rồi mình bỏ vô đây mình chờ. Thì việc đầu tiên là mình phải rửa luôn luôn, mình phải rửa thịt ha các bạn. Thì bây giờ Thúy sẽ rửa thịt bò nè. Hôm nay là Thúy làm á, là đây là cái thịt bò xăng nha các bạn. Thịt bò bít xăng là 8 đồng 29 một phao. Thì ở đây là mình có một phao rưỡi. Các bạn bỏ vô trong nước, các bạn rửa cho mình nha. Rồi cái này nữa là mình có cái chân giò đó, chân giò trước á các bạn. Chân giò trước á thì nó sẽ có nhiều thịt nạc hơn. Và nó ít mỡ đó. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong đây là mình rửa với lại nước muối. Đây là nước thứ hai mình sát muối. Các bạn rửa cho nó sạch, cho nó không có hôi ha. Nhớ là các bạn nhớ bắt một cái nồi nước sôi sẵn nha các bạn, để cho một lát nữa mình trụng á, cho cái chân bò gì ở cái chân xương giò heo và thịt bò đó nó ra hết cái chất dơ, cái chất bẩn á, thì cái nồi nước lèo của mình nó sẽ rất là thơm. Đây thịt mình đã rửa sạch nè, bây giờ thì Thúy sẽ cắt nha. Tại vì mình mua đó cái chân giò heo á, nó chỉ mới có cắt phân nửa cho mình thôi, thì mình cắt ra như vậy ha các bạn ha. Ra thôi. Rồi bây giờ thì đây là cái bắp bò nè. Rồi mình cũng đã chặt khúc ra hết mấy cái xương chân giò trước. Bây giờ mình đi mình luộc sơ ha các bạn nhé. Đây là trong nồi nước sôi nè, mình bỏ một chút xíu muối. Mới cộng hành vô cho nó thơm. Các bạn bỏ bò vô để luộc cho nó ra cái nước dơ đó. Mình trụng sơ thôi, các bạn không cần phải luộc lâu nha. Muốn cho cái nồi nước lèo nó trong á, thì lúc nào mình cũng làm như vậy hết. Mỗi lần mình hầm xương hay hoặc là mình làm nước súp á. Rồi bên đây là cái nồi Instant Pot nè các bạn. Trong khi đợi nước sôi để mình luộc 5 phút xương đó, thì các bạn bắt giùm cho mình một cái nồi nước sôi ở trong cái nồi Instant Pot nha các bạn. Thì các bạn nhớ đổ giùm cho mình là nửa nồi nước sôi nha. Nước ấm ấm á. Để cho mình nấu nước sôi cho nó lẹ đó, để một lát nữa mình hầm xương. Thì khi các bạn bỏ vô đây nửa nồi nước sôi thì các bạn bực cho mình cái súp broth nè. Các bạn cũng không cần phải chỉnh time gì hết hả. Và các bạn đậy nắp lại cho mình nhé. Các bạn thấy không, bây giờ nó đã sôi
và nó cũng có rất là nhiều bọt dơ á, nó nổi lên. Rồi bây giờ thì mà tại vì mình rửa rất là sạch nên rằng là nó cũng không có dơ nhiều lắm. Mình đợi khoảng cỡ chừng 1 phút nữa rồi mình vớt ra ha, mình rửa ha, rửa với lại nước muối rất là sạch nên rằng là nó cũng không có ra dơ, chất dơ nhiều. Tại vì cái thịt heo hôm nay mình mua cái sườn, cái giò heo á là giò heo non à, thấy nó ngon lắm. Và cái bắp bò nữa rất là ngon. Heo bằng nồi instant pot nhưng mình không dùng cái bột bún bò Huế, tại vì cái bột bún bò Huế đó các bạn, khi mà các bạn bỏ vô nó rất là bột, ăn cái nước súp của mình nó không được trong, nó rất là lợn cợn. Nên là mình hôm nay đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bí quyết nấu bún bò Huế rất là thơm ngon, ngon ơi là ngon luôn. Đây là mà nửa cấp nước nóng nha, nước hơi ấm ấm các bạn bỏ vô trong cái chén này cho mình nè. Rồi đây là cái chai gia vị bún bò Huế, nhưng nó cái gia vị này á thì các bạn pha nó không có bị lợn cợn mà ăn nó rất là thơm. Các bạn có thể bỏ thẳng vô trong cái nồi bún bò Huế, nhưng mà mình muốn pha với lại nước trước để cho nó tan cho dễ đó. Làm các bạn bỏ dùm cho mình 2 muỗng cà phê đầy ha, các bạn đánh lên cho nó tan ra như vậy. Thì nó sẽ có cái mùi thơm của bún bò Huế, mà cái nước nước lèo của mình nó trong, nó không có bị lợn cợn ha các bạn. Còn các bạn bỏ cái bột bún bò Huế nó rất là lợn cợn. Các bạn quậy lên, nhớ dùm cho mình 2 thìa này và nửa nửa cấp nước nóng ha. Bún bò Huế này nè, nó có riềng, có sả, có đủ thứ hết, nhưng mà nó rất là thơm và nó cũng đã mặn rồi, nên là nó hơi mặn rồi đó các bạn. Nên là khi mà các bạn bỏ vô nêm nếm thì các bạn phải để ý giùm mình nha, đừng có nêm nếm nó quá mặn ha. Nó rất là ngon đó. Rồi trong đây là cái nồi Instant Pot là mình bỏ qua cái venting á. Bây giờ mình nghe nó hơi hơi cái mùi hơi hơi sôi sục sục á, các bạn mở nắp ra nha. Phèn hơi vơi ha. Nửa cấp bột nêm chicken powder hơi vơi. Bạn bỏ luôn cho mình tất cả thịt vô, thịt và sườn. Sau khi các bạn bỏ mà đó vô rồi, các bạn đổ hết cho mình nè cái nước mà mình vừa mới pha đó, bột nêm bún bò Huế ha. Cách này rất là đơn giản mà rất là tiết kiệm thời gian. Dứa, cái này là sả, sả đập dập đó các bạn. Các bạn lên luôn nhớ giùm cho mình là các bạn không bao giờ bỏ nước qua qua cái lằn max này nha. Cái lằn max của nó đó là 2/3 đó, các bạn vừa bỏ tới đúng đó thôi. Rồi một lát nữa nếu mà nó cạn á thì mình sẽ có thể chêm thêm nước vô, nhưng mà mình không có bỏ qua mát nha, mình bỏ thêm một chút xíu vô rồi đó. Cái nồi của Thúy là nó vừa đúng tới đây đó, 2/3 luôn. Rồi bây giờ các bạn đậy nắp lại nè. Bây giờ các bạn đậy nắp lại nè. Khi các bạn đậy nắp lại rồi, các bạn xét cái nút này qua bên ceiling cho mình. Rồi ở đây á thì các bạn xét nút brot nè, và cái này mo thì nó hơi nhiều thì các bạn xét cho nó lô cho mình nha, tại vì hôm nay mình sẽ cook all in one rất là lẹ làng luôn. Còn cái phút quá thì các bạn để cho mình là không 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 luôn.
À, để cho cái xương của mình nó hầm được, nhưng mà nó lại không có bị vỡ, không bị nát ra, với lại cái thịt bò gân của nó vừa mới chín tới. Rồi bây giờ thì là nó on nè, và các bạn cứ để cho nó cúc cho tới khi nào mà nó cái chữ này là L 0 20 đấy, hoặc là 30 phút á, thì lúc đó là gọi là nó nóng và nó hầm được khoảng 20 30 phút á, thì các bạn mở ra và các bạn check. Nhớ cái nút ở qua bên sealing cho mình nha. Rồi bây giờ ở phía đây thì mình có bốn con tôm càng nè. Bây giờ mình chuẩn bị, trong lúc mình chờ đợi cái nồi nước lèo của mình nó ninh sôi á, bây giờ các bạn đi rửa tôm nhé. Tôm đông lạnh nè, tôm ngon quá luôn à. Tôm càng, coi cái càng của nó bị chưa. Tôm càng xanh ăn rất là ngọt nha các bạn. Rồi bây giờ Thúy để ngâm tôm với lại nước lạnh nha các bạn. Các bạn rửa tôm trong nước lạnh ha. Các bạn ngâm đây khoảng có chừng 10 phút cho nó rã đông ra chút xíu. Rồi lúc đó thì mình sẽ đi luộc tôm. Rồi đây là mình có cái chảo nè, các bạn nóng lên, bắt lên và các bạn thêm lửa hai cho mình. Các bạn bỏ cho mình 2 tablespoon dầu màu điều nè, mình đã thắng trước rồi đó các bạn, mình để dành đó. À, các bạn bỏ cho mình hơn hai cái muỗng ăn phở nha, đó gọi người ta gọi là cái muỗng ba tàu á. Bỏ cho mình hết hành vô. Các bạn phi cho nó hành nó thơm lên ha. Rồi các bạn tiếp tục bỏ hết cho mình hành tây. Rồi, các bạn không có cần phải đợi cho nó giòn nha. À hả? Rồi bây giờ các bạn bỏ hết tỏi vô cho mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nấu bún bò Huế. All in one là tất cả ở trong một cái nồi. Nó đơn giản và rất là dễ, rất là lẹ. Rồi đây là hành tỏi của mình phi sơ, mà các bạn thấy nó hơi hơi có chút xíu ở đây, nó hơi hơi cháy cháy vậy nè, là được rồi, các bạn không cần phải đợi cho nó thiệt là vàng cháy nha, hoặc là giòn rồi đó. Như vậy là các bạn tắt bếp cho mình nha. Rồi bên đây thì tôm mình đã rửa xong rồi nè các bạn, tôm càng mình đã rửa xong rồi, các bạn không biết các bạn thấy không, da mình đã rửa xong rồi nó đã. Giờ thì mình bắt một cái nồi nước này lên, các bạn cho mình khoảng cỡ chừng một tablespoon đường nha, và cho mình một chút xíu muối, ít thôi ha các bạn. Và các bạn đun nước sôi lên cho mình để cho mình luộc tôm. Rồi đây bây giờ cái nồi nước của mình đã sôi rồi nè, bây giờ mình bỏ tôm vô luộc nha. Mình bỏ luôn bốn con tôm vô mình luộc. Nếu mà ở Việt Nam mà các bạn có nước dừa tươi á, các bạn luộc tôm với lại nước dừa tươi thì rất là ngon luôn á. Ngon quá trời luôn. Mình chở con tôm để cho nó chín đều hai mặt ha. Rồi bây giờ cái nồi tôm luộc của mình nó đã sôi ghê lắm nè, và các bạn thấy không, con tôm của mình nó đã lên cái màu đỏ âu luôn, như vậy là nó chín rồi đó các bạn. Các bạn thấy ngon chưa, con tôm nó đỏ âu luôn.
Thì cái nước tôm này mình để dành nè, một lát nữa mình bỏ vô trong cái nồi nước lèo, khi mà mình vớt thịt ra đó, nếu mà thiếu nước á thì mình sẽ chêm vô, hoặc là các bạn có thể để dành nấu bún riêu hoặc là canh gì cũng được nha. Rồi bây giờ mình tắt bếp nè và mình sẽ vớt tôm ra nha. Bây giờ mình sẽ vớt tôm ra nè, mình bỏ vô trong cái thau nước lạnh ha, để cho nó nguội con tôm, rồi mình sẽ bóc vỏ. Mình nói làm cho con tôm nó mềm, nó không có bị cứng đó các bạn. Các bạn phải ăn nhớ ngâm trong nước lạnh, khi các bạn luộc tôm các bạn lấy ra rồi các bạn phải bỏ vô nước lạnh nha. Bây giờ mình trở lại nồi nước lèo của mình, thì bây giờ nó đã 20 phút kiếp warm rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xả vào ra nha, mình sẽ bực từ sealing qua venting, mình sẽ xả vào ra rồi mình chắc thử coi thịt của mình nó mềm chưa nha các bạn nha. Rồi đây là cái bí quyết nè, mình chỉ cho các bạn nè. Bây giờ cái nút của mình á là nó đang ở sealing à, thì các bạn hãy đẩy cái tờ giấy hoặc là cái khăn, bây giờ các bạn xả cái vào qua từ từ vậy nè đó. Rồi bây giờ thì cái vào đỏ của mình nó sụp xuống này nè các bạn, ở đây là nó được 30 phút á. Bây giờ mình mở cái nồi, nắp nồi ra nha, rồi mình check coi cái thịt của mình nó chín chưa, nó mềm chưa. Wow, cái nước nó trong veo luôn nè, các bạn thấy không, cái nước nó trong veo nè. Bây giờ cái cục thịt bò tái của mình đây nè, cái này là cái beef shanks nè, mình mở lấy ra thử coi, mình check thử coi coi nó có mềm chưa ha. Rồi cũng giống như là cái chân giò đó, mình xác thử coi nó mềm chưa ha các bạn. Ôi mình thấy là nó mềm lắm rồi, rất là ngon luôn, rất là ngon luôn, perfect luôn á các bạn ơi. Đây nè, mình xăng vô mà mình thấy nó mềm như vậy rồi là vừa đúng rồi. Các bạn đừng có để cho nó mà mềm rụp luôn á thì nó sẽ không có ngon nha. Nó mềm như vậy là vừa nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô qua nước để mình ngâm, rồi mình sẽ cắt nha. Các bạn thấy nó quá là dễ phải không, mình không cần phải nấu 2-3 lần gì hết trơn á. Cái này là cái công thức mà Thúy đã nấu rất là nhiều lần, làm sao mà mình ninh được cho cái quan trọng là cái bắp bò đó và cái giò heo của mình nó vừa mới chín tới, nó mềm mà nó không có phải bị mềm rụp ra. Thì các bạn nhớ cho mình nha, các bạn bỏ vô tất cả trong cái nồi Instant Pot đó, thì các bạn bỏ qua bên cái sealing và các bạn để chế độ là 0 phút ha, mà các bạn nấu cho đến khi mà nó ngâm ở trong cái nồi được khoảng cỡ chừng 20 phút đến 21 phút thì các bạn mở qua cái venting để cho nó xả hơi. Và sau khi mà nó được khoảng cỡ chừng 30 phút các bạn, cái nắp của nó thụt xuống rồi đó, thì các bạn mở cái nắp ra. Rồi là các bạn bây giờ thì mình sẽ vớt hết xương ra nè, và xả và thơm ra, mình thơm với lại xả mình ra mình bỏ, và mình sẽ nêm nếm lại lần cuối cùng ha. Xương của mình nó ngon quá rồi, mình không cần phải ninh thêm nữa. Công thức này là công thức chuẩn luôn á, và mình đã nấu 2-3 lần rồi đó các bạn. Rồi bây giờ thành công lắm mình mới chia sẻ đó. Đây nè, các bạn thấy không? Cái chân bò, cái thịt của mình nó mềm mà nó không bị bở, mềm vừa đúng luôn, quá là ngon. Cái time setup này là chuẩn luôn đó. Bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ cái nồi nước của mình nó đã sụp xuống như vậy ít nè ha. Các bạn cancel cho mình nhé. Và các bạn bật qua chế độ saute để mình nấu giống như nồi bình thường đó.
Rồi các bạn giờ các bạn bỏ thêm nước, chêm nước vô ha. Bây giờ các bạn cancel cho mình ha. Rồi các bạn bật qua bên nút saute nè. Ở đây là 30 phút. Thì các bạn set cho mình là normal ha. Và các bạn set cho mình cỡ chừng 25 phút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thêm nước vô nha, để mình nấu. Trong đây là mình đổ thêm nước vô và cái nước luộc tôm á. Bây giờ là nó lên, bây giờ mình có thể đổ thêm bao nhiêu cũng được ha các bạn, không có cần. Tại vì mình nấu ở chế độ saute đó, là các bạn không cần phải để 2/3. Rồi đây là cái mắm ruốc á. Tối hôm qua mình đã quậy cho nó lắng rồi, bây giờ các bạn chắc nước trong nè ha. Luôn á các bạn. Rồi ở đây thì các bạn bỏ hết cho mình cái hồi nãy mà mình làm hành đó, hành phi đó các bạn, hành tỏi. Bây giờ mình nêm thêm ha, các bạn cho mình thêm một muỗng chicken powder, một teaspoon bột ngọt, và môi nửa nước mắm vơi ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn quậy lên nè. Coi. Wow, mình vừa mới nếm rồi rất là ngon luôn á. Nhưng mà mình thích có cái mùi và bún bò Huế thêm một chút xíu. Mình cho thêm cái muỗng canh cà phê, một muỗng canh muỗng ba tàu nè. Gia vị và bún bò Huế nữa nha, cho nó có đậm đà mùi gia vị bún bò Huế một chút xíu. Nhưng mà cái mặn ngọt á, nó rất là vừa rồi đó nha các bạn, ngon quá luôn. Rồi bây giờ đây là cái nồi nước lèo của mình đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình cắt thịt và múc ra tô, mời các bạn cùng ăn nha. Rồi đây các bạn thấy sao, thịt bò là vừa mới chín tới mềm mà nó không bị bở. Còn cái chân móng giò đó thì nó vừa mềm luôn, không bở mà nó ngọt ngon, thơm luôn. Tại vì mình có nêm cái lúc mà mình nấu nước lèo đó các bạn, nên cái vị thịt nó rất là ngon. Còn tôm càng thì ngọt thịt luôn. Rồi. Đây tô bún bò Huế, giò, heo, tôm càng của mình đã xong. Bỏ một chút xíu sa tế lên là các bạn thấy ngon không? Ngon quá đi nha. Nấu một cách rất là dễ dàng, everything mình nấu trong một cái nồi thôi, all in one, chỉ một lần một. Mà thịt thì nó rất là mềm mà nó không bị bở, giò heo cũng vừa chín tới và không bị bở luôn. Thúy mong tất cả các bạn luôn thành công nha. Bây giờ thôi mình ăn tô bún bò Huế của mình trước cái đã nè, đói quá luôn đó. Và rồi món bún bò Huế, chân giò heo và tôm càng xanh của mình đã cuốc xong rồi đó các bạn. Các bạn có thấy dễ hay không? Thúy đã bỏ ra rất là nhiều tâm huyết để nghiên cứu làm sao cho ra được một cái công thức chuẩn nhất để các bạn có thể nấu bằng cái nồi Instant Pot mà bắp bò và chân giò heo được mềm mà không có bị bở, để cho các bạn được xếp thời gian nấu ra những món ngon cho gia đình trong những cái ngày mà mình bận rộn nhất mà vẫn có được một món ngon trong bếp nha. Vậy nếu các bạn yêu thích kênh của mình, xin các bạn hãy vui lòng nhấn subscribe, like and share cho mình nhé. Chúc các bạn luôn luôn thành công khi các bạn vào bếp. Chúc các bạn ngày vui nữa nha. Bye bye và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới. Bye.